Xem tử vi về tốt những con giáp đã được ông trời định số sẵn, muốn đổi đời phải, sau 35 tuổi trở đi, làm gì cũng cực kỳ may mắn, luôn luôn được thần tài chiếu cố. Chính vì vậy mà tiền bạc trong thời điểm này rủng rỉnh tiền tiêu. Và đây cũng là thời điểm khởi sắc trên con đường công danh và tài lộc. Nếu như biết nắm bắt thời cơ thì làm đâu thắng đó. Và các bạn thân mến, để muốn biết được đó là những con giáp may mắn nào và liệu các anh các chị có may mắn được nêu tên trong bài viết dưới đây về những con giáp được hưởng lộc trời ban này hay không, thì sau đây xin mời các bạn hãy cùng kiến thức tử vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Về số trời đã định với 4 con giáp sau đây đổi vận sau 35 tuổi, làm đâu thắng đó, cuộc sống phất lên như diều gặp gió. Về theo tử vi ngày mới nói rằng với những con giáp dưới đây sẽ có bước chuyển mình lớn xung quanh mốc 35 tuổi, vận trình của họ sẽ ngày càng thăng hoa. Và các bạn thân mến, con giáp thứ nhất là con giáp người tuổi Mão. Về theo tử vi ngày mới cho rằng tuổi Mão là người trông có vẻ yếu đuối nhưng lại là người có lý trí, có năng lực. Họ làm việc gì cũng có mục đích và lộ trình rõ ràng. Trong cuộc sống của người tuổi Mão luôn được cải thiện khi mà con giáp này bước qua ngưỡng 35 tuổi. Trong cuộc sống của người tuổi Mão bắt đầu sung túc hơn, gặp rất nhiều cơ hội để phát triển trên con đường sự nghiệp. Đối với người tuổi Mão là con giáp vốn đã thông minh, mưu trí, luôn có khả năng nhìn xa trông rộng nên sẽ biết nắm bắt được những cơ hội thật tốt để tạo những điều kiện với một bước đột phá, giúp cho việc Mão cải thiện về tài chính của cá nhân và cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Và các bạn thân mến, con giáp thứ hai đó là con giáp người tuổi Tỵ. Đối với con giáp người tuổi Tỵ là một trong những con giáp thông minh, có năng lực trong công việc. Họ luôn luôn giữ một thái độ nghiêm túc và không ngừng đổi mới những sáng tạo của mình. Và theo tử vi nói rằng thì dù làm gì và ở trong những hoàn cảnh nào thì đối với người tuổi Tỵ đều chăm chỉ làm việc để cải thiện tương lai của chính mình. Và những con giáp này đã được ông trời định số sẵn, sau 35 tuổi thì vận may của Tỵ ngày càng nở rộ, giúp cho sự nghiệp của con giáp này phát triển nhanh hơn và rực rỡ hơn. Với bản mệnh có thể sẽ đạt được mục tiêu trong thời gian ngắn về việc kiếm tiền đã trở nên thuận lợi, nhờ đó mà cuộc sống của người tuổi này ngày càng tốt lên, tiền tài dư giả. Vì vậy, con giáp này trong khoảng 35 tuổi trở đi, tiền thoải mái chi tiêu. Và các bạn thân mến, con giáp thứ ba đó là con giáp người tuổi Ngọ. Đối với người tuổi Ngọ là người có tính cách mạnh mẽ hòa đồng, rất thích tự do, không bị chi phối bởi những lời nói của người ngoài. Và theo tử vi ngày mới nói rằng với người tuổi Ngọ là người có thể chuyển mình mà khi họ bước qua tuổi 35. Với con giáp này lúc này thì không lo thiếu tiền và gặt hái được rất nhiều điều mới mẻ một cách bất ngờ. Với những năm tháng tuổi trẻ thì con giáp này có thành công, có thất bại sẽ giúp cho họ tôi luyện những tinh thần, ý chí, năng lực của Ngọ. Nhờ vào những bài học đó nên đã giúp cho con giáp này có thể đạt được những thành công và khẳng định những vị trí của mình trong lĩnh vực mà mình đang hoạt động. Và các bạn thân mến, con giáp thứ tư đó là con giáp người tuổi Hợi. Đối với người tuổi Hợi là một trong những con giáp sống tình cảm, rất rộng lượng, luôn hiểu chuyện, biết mình phải làm gì. Và con giáp này làm gì cũng suy nghĩ một cách thấu đáo và đặt mình vào vị trí của người khác. Chính vì vậy mà theo tử vi ngày mới cũng nói rằng là khi con giáp này muốn phát tài phải bước qua tuổi 35. Với con giáp này có thể đã đạt được những bước tiến mới trong con đường sự nghiệp. Chất lượng cuộc sống của họ dần được cải thiện một cách đáng kể. Tài lộc ngày càng rực rỡ hơn. Càng về sau thì vận trình của Hợi càng vượng phát, sự nghiệp đạt được những bước thành công lớn, tài chính vững vàng. Từ đây thì cuộc sống ngày một tốt hơn rất nhiều.
Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay về top những con giáp làm gì cũng may mắn hết tháng 4 năm Nhâm Dần 2022 về dương lịch. Trong tháng 4 này thì mọi người đều hy vọng mình gặp may mắn và ai ai cũng mong là gặp được thần tài quý nhân chiếu cố nồng hậu cho mình để tháng này mình thăng hoa và viên mãn hơn. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất đó là con giáp người tuổi Ngọ. Trời sinh những người tuổi Ngọ vốn dĩ là người năng động trong những suy nghĩ, người này tính tình có phần hơi nóng nảy nhưng làm việc gì đều ra việc đó. Bên cạnh đó thì họ còn là người có tính cách hào phóng, làm việc gì cũng bình tĩnh nghiêm túc, suy nghĩ trước sau. Nhờ vậy mà cuộc sống rất dễ dàng gặt hái được nhiều thành công. Khi mà đối mặt với những sóng gió thì người tuổi Ngọ thường tìm cách giải quyết mọi vấn đề, không than vãn trách móc, và bản thân họ thì cũng là người rất chân thành với bạn bè, sống tích cực. Nếu làm kinh doanh thì sẽ luôn chủ động tìm ra những thiếu sót và cải thiện quá trình làm việc. Và từ giờ đến hết tháng 4 thì người tuổi Ngọ cũng sẽ được quý nhân giúp đỡ và con đường thành công sẽ đến. Trong năm nay thì tình tiền đầy đủ, sự nghiệp ngày càng trở nên ổn định và vững chắc hơn. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai đó là con giáp người tuổi Hợi. Trời sinh những người tuổi Hợi là người có tính cách giản dị, dễ hòa đồng. Khi tiếp xúc với người khác, họ sẽ thể hiện sự tình cảm của mình hết mức. Vì vậy mà họ được rất nhiều người yêu mến. Với người tuổi Hợi là người có thể có một sức hút cá nhân đặc biệt. Họ luôn cố gắng để mọi người thấy được những ưu điểm của mình, để chứng tỏ thực lực của mình bằng hành động chứ không phải là khoe khoang về bản thân. Mặc dù là tuổi Hợi không giỏi thể hiện bằng lời nói, nhưng họ rất chân thành và sống nghiêm túc, luôn thể hiện tình cảm bằng những hành động. Và từ giờ đến hết tháng 4 của năm Nhâm Dần này thì người tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, công việc ổn định hơn. Từ đây Hợi là nhờ có chí tiến thủ mà sắp tới thì gặp được cơ hội đổi đời. Trong năm nay tiền bạc rủng rỉnh, muốn gì có đó. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba đó là con giáp người tuổi Dậu. Trời sinh những người tuổi Dậu vốn dĩ là con giáp chăm chỉ siêng năng. Họ thích tập trung vào những điểm mấu chốt của vấn đề, không thích dài dòng. Và những lúc trắc trở thì chỉ tập trung vào tìm cách để giải quyết, không bao giờ than vãn. Trong cuộc sống với Dậu là người không ngừng nỗ lực và cố gắng. Không phải là tự nhiên mà tuổi Dậu mạnh mẽ, mà họ đã được rèn luyện trong thời gian rất dài. Không bao giờ đầu hàng trước những khó khăn và cũng không bao giờ để những người xung quanh phải lo lắng về mình. Cùng với tính cách lạc quan nên người tuổi Dậu sẽ sống một cuộc sống viên mãn ở mỗi ngày. Và từ giờ đến cuối tháng 4 của năm Nhâm Dần 2022 về dương lịch này thì người tuổi Dậu sẽ được thần tài quý nhân chiếu cố một cách hết mực. Nếu như Dậu biết nắm bắt thời cơ thì nhất định cuộc sống sẽ sang một trang mới. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ tư đó là con giáp người tuổi Mùi. Trời sinh những người tuổi Mùi là những người chăm chỉ, nỗ lực và không ngừng tìm kiếm những sự đam mê trong công việc. Và thời gian tới đây thì may mắn tài vận của Mùi sẽ dần được cải thiện. Với những món nợ tưởng chừng như không thể trả nổi thì bất ngờ tìm được hướng giải quyết tốt đẹp hơn. Và từ giờ đến cuối tháng 4 thì người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, thậm chí là có người sẽ khổ tận cam lai, vận may bất ngờ lội ngược dòng. Không những là được thần tài chiếu cố mà luôn được quý nhân xuất hiện cứu vớt mọi thứ trong cuộc sống. Và từ giai đoạn này trở đi thì người tuổi Mùi sẽ xây dựng lại sự nghiệp, từng bước phát triển bền vững. Và thời gian tới thì không phải lo đến chuyện cơm áo và gạo tiền, tài vận lúc nào cũng thăng hoa đến với họ một cách bất ngờ. Chỉ việc là họ nắm bắt cơ hội tốt, tiến về phía trước, từ đây sẽ xây dựng cuộc sống viên mãn. Và cuối năm chắc chắn con giáp này mua nhà sắm xe là chuyện trong tầm tay. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ năm đó là con giáp người tuổi Sửu.
Với trăng năm 2022 này là một giai đoạn để người tuổi Sửu lấy lại những gì mà họ đã mất. Và từ giờ đến hết tháng 4 của năm Nhâm Dần này thì Sửu sẽ gặp được rất nhiều may mắn. Cuộc sống của họ từ giai đoạn này trở đi sẽ vạn sự hanh thông, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có chuyển biến một cách tích cực. Với người tuổi Sửu là con giáp vốn chăm chỉ siêng năng, không ngừng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Vì vậy, sắp tới thì Sửu sẽ tìm kiếm được những cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp. Nếu như may mắn trong công việc suôn sẻ thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Và dự kiến cuối năm 2022 này thì người tuổi Sửu sẽ thực hiện được những ước mơ mà Sửu đã ấp ủ từ rất lâu. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.